điện Tịnh Long. À Thịnh. Nước có đẩn quá. Xin chào các bạn. Bây giờ mình đang đi là từ Lạng Đông lên qua phà Thịnh Long đi biển Hải Thịnh. Đây là cầu Thịnh Long ấy, cầu này đang làm thì chắc là cuối năm nay hoặc là sang năm thì khánh thành thì đi lại được, thì sẽ không qua phà nữa, sẽ phà Thịnh Long với lại phà Phú Lễ thì sẽ không ai đi nữa. Đây mình đang đi, đây là đi xuống phà Thịnh Long, đây qua bên kia sang biển Hà Thịnh chơi. Đây là cái phà đi mất rồi, đang phải chờ quay lại. Đây, quay lại đây rồi, quay lên phà nhá. Đến đây là về trái thì đi lên phà Phú Lễ nhé. Còn nếu mà đi thẳng thì lên thị trấn Yên Định này. Về phải là xuống biển Thịnh Long thôi, Hải Thịnh nhé.
biển Thịnh Long, Hải Thịnh. Nước vẫn luẩn quá. Thì chiều nước đang lên. Mấy cái cọc kia cắm là nếu là ai tắm đây không vượt ra ngoài cọc kia. Mấy cái cọc đang cắm kìa. Giới hạn. Úi giời, con này ghê này. Hai phết nhỉ, xem sóng vừa hai phết đấy.